Hello, thì Võ xin chào tất cả cô chú anh chị em mình và các bạn đồng hành và các bạn đồng nghiệp cùng Tiền Võ suốt thời gian qua nha. Thì đầu video Tiền Võ cũng xin chúc cho cả nhà mình ngày mới luôn luôn có thật nhiều sức khỏe và vạn sự như ý nha cả nhà. Thì hôm nay Tiền Võ tiếp tục đi thăm lời cá lóc cải tiến không mồi nữa cả nhà ơi. Cái luồng lời của Tiền Võ hôm nay cũng được 4 ngày 4 đêm rồi. Mà tối nay vốn trận mưa lớn dữ lắm cả nhà. Tiền Võ sáng ngày đi thăm sớm để thử coi sao, thử coi có kết quả quay chia sẻ cho cô chú anh chị em mình xem không nha cả nhà. Thì chúc cho cả nhà xem video của Tiền Võ phút giây vui tươi giải trí thật là vui vẻ. Thì xem video cảm thấy hay và yêu mến kênh Tiền Võ, cho Tiền Võ xin một lượt đăng ký, một lượt like, một lượt chia sẻ để ủng hộ giúp kênh Tiền Võ phát triển hơn nữa nha cả nhà. Rồi mà cả nhà mình đi theo chân Tiền Võ đi thăm cái luồng lời 4 ngày 4 đêm này, thử coi kết quả nó như thế nào nha cả nhà. Mời cả nhà mình. Mà cả nhà mình thăm cái lò cá đầu tiên nha cả nhà. Ôi mình mấy không còn cái gì đó. Ê, có cả nhà ơi. Có nè. Dạng sư khỏi hồi nay là thấy là giật cái lò rồi cả nhà. Mà không biết cái gì đây. Ui nè. Ui đất ơi. Cá lóc cả nhà ơi, quá đã. Hồi tối này mưa có con nó vô trước rồi nè, nè có con vô trước, con này con ngoài sau nó mới vô sau á cả nhà. Tiếp tục mà cả nhà mình thăm cái lò cá tiếp theo luôn. Trời ơi cái lò này nó nằm ở trong, không biết nó có kẹt không. Trời trời mưa quá trời luôn, sậy nó ngập hết trơn rồi cả nhà ơi. Cái lò này lúc trước, đợt trước ấy, vô một cặp cá lóc mà nó giải banh cái lò luôn. Ôi trời ơi, không biết cái lò nó chìm nằm đâu không biết. Quá trời cực khổ quá trời cả nhà ơi. Nó nằm thù rồi, nó chìm cái lò luôn rồi. Cái điện thoại nước nhẹp luôn rồi. Trời ơi con cá chê, con cá chê nhỏ mà nó chìm cái lò kẹt, chìm cái lò chết cả nhà. Cá chê nhỏ xíu à. Rồi để tìm bỏ máy đặt lại rồi đi thăm cái tiếp theo nha cả nhà. Quá trời xém ướt điện thoại luôn. Tiếp tục thăm cái lò cá tiếp theo nha cả nhà. Có cả nhà ơi, ngon lành cành đào. Cá gì đây? Ui một con cá lóc nữa nha cả nhà. Nguyên một cái con kinh râu nhút dữ lắm cả nhà. Có anh em, có anh em hỏi á, đặt á nhiều khi Tiền Võ không có quay phong cảnh nha cả nhà. Quay phong cảnh nhiều khi cũng nhá nhá lên cái à, Tiền Võ không có quay nữa. Để quay chia sẻ phong cảnh lên rộng rãi quá cái lò Tiền Võ bị mất hết trơn rồi cả nhà ơi. Cả nhà xem mà thông cảm cho Tiền Võ nha. Mình làm thực tế chứ không có đâu. Quá trời nó sâu rồi cả nhà ơi. Lúc cổ. Cái lò này không có con nào luôn. Quá trời nó ngập nó sâu. Lợi này ốc không ở nhà, đứng tới gần cổ luôn. Ôi đặt lợi cực khổ vậy mấy anh đó. Mấy anh xiệt, mấy anh lợi tặc đó, đâu hiểu. Đâu hiểu đâu biết đâu. Thấy lợi vô cá là cứ lụm đem về, thấy lợi vô cá lụm đem về mà đâu có biết. Mình đặt cực khổ cả nào. Nhiều khi đợi tới ngày đi thăm mà lợi tới chỗ đó
giờ không thấy cái lợn ở đâu á, buồn lắm cả nhà. Mà thôi kệ, lỡ mất rồi giờ làm sao. Tiếp tục mình đi thăm cái tiếp theo nha. Ây da, quá trời, tới cổ rồi. Ủa cái lợn ở đây không, đây nó chìm nữa rồi ta. Kìa kìa, nằm trong đó cả nhà. Ôi cái lợn này không có luôn cả nhà ơi. Sao chỗ này im quá mà sao cá nó không chạy, kỳ cục quá ta. Rồi đặt lại đi thăm cái tiếp theo nha cả nhà. Mời cả nhà mình tiếp tục thăm cái loài cá tiếp theo luôn. Ủa cái lợn ở đây nằm ở đâu ta? Rồi lò này mất rồi cả nhà ơi, hay thiệt chứ. Mất tiêu rồi. Mất rồi cả nhà ơi, thua luôn. Rồi tìm mỏi tiếp tục thăm cái tiếp theo nha cả nhà. Cái lợn này mất rồi, tiếp tục tới cái tiếp theo cả nhà ơi. Cái này đợt nào thăm cũng có cá lóc đó giáo ạ, mà rất tiếc là nó bị ngập, không biết sao nó ngập luôn. Đợt này chắc sau tình hình sao không. Rồi cái này không thấy một con cá sặc luôn, kỳ cục quá ta. Lợn đâu có bị lủng đâu mà sao không thấy có cá sặc, kỳ trời. Tiếp tục tới cái tiếp theo nha cả nhà. Quá trời kìa, lúc cổ lúc đầu. Rồi, cái này không có luôn. Trống lỏng luôn, không có con gì luôn cả nhà, không có thấy một con cá sặc luôn á. Còn ốc không à. Tiếp tục đi thăm cái tiếp theo nha cả nhà. Tiếp tục mời cả nhà mình thăm cái lò cá tiếp theo nha. Cái lò nãy mất rồi cả nhà ơi. Ôi, được rồi, một con cá rau kiến rồi cả nhà.
ngon lành cành đào. Tiếp tục mình đi thăm cái tiếp theo luôn nha cả nhà. Ôi, cái lợ nó bị kẹt. Mưa nó ngập lên nó kẹt luôn nhúc. Nó chết. Nó sạc nó chết. Cái lợ này không vô con đường. Chà bá luôn cả nhà. Đi kiểm tra rồi nó có rách không. Mới cái sạc mà cái sạc nó chết dần. Rồi, tiền mổ ốp máy tiếp tục đi thăm cái tiếp theo nha cả nhà. Tiếp tục thăm cái lò cá tiếp theo nha cả nhà. Trời ơi, cái lò nó ngập. Nó hí lên miếng nào không ta. Ngập dữ vậy. Một con cá lóc dày. Một con cá lóc dày nó... nó ngập lên cái lò đó, nó bị kẹt ở dưới dầu nhúc đó cả nhà. Nó ngợp rồi. Cái lóc dày này cũng trọng trọng điếng ạ. Rồi thì bỏ tiếp ốp máy tiếp tục đi thăm cái tiếp theo nha cả nhà. Mới ngợp à, còn ăn được. Mời cả nhà mình tiếp tục thăm cái lò cá tiếp theo nha. Cái lò này sao nó trống rỗng rồi ta. Không nhớ lấy ra muốn đẩy lên mà sao giờ trống rỗng trời. Nè. Ôi đất ơi. Vô hàng cả nhà ơi. Rút tay rồi. Ôi đất ơi, khủng long rồi. Quá đã. Quá khứ cái lóc này rồi cả nhà ơi. Ngon lành cành đào. Nằm im ru luôn. Tiếp tục mời cả nhà mình thăm cái lò cá tiếp theo nha cả nhà. Nhìn sao thấy im ru vậy. Ôi đất ơi, cá sạc không à cả nhà ơi. Yeah. Được một con cua. Cua. Rồi, thì hỏi tiếp tục đi thăm cá tiếp theo nha cả nhà. Tiếp tục mời cả nhà mình thăm cái lò cá tiếp theo luôn nha cả nhà. Lò cá này là cũng là cái cuối cùng rồi cả nhà ơi. Tiền Võ chúc cho cả nhà mình xem video của Tiền Võ phút giây vui tươi giải trí thật là vui vẻ nha. Yêu mến kênh Tiền Võ, xem có hay và hấp dẫn thì cho Tiền Võ xin một lượt đăng ký, một lượt like, một lượt chia sẻ cho bạn bè và người thân để cùng xem giúp kênh Tiền Võ nha cả nhà. Thì Tiền Võ thăm cả nhà. Tôi được rồi. Chưa gì cháu mới hí lên thấy cá nhảy dữ vậy. Hôi hàng. Ôi đất ơi. Lò cá luôn cả nhà ơi. Được con rạm nữa nè. Con này con rạm chứ không phải là con cua nha cả nhà. Trời ơi con rạm chà bá luôn. Nè con rạm nè. Một lò cá, cá rô. Cá rô, cá rô đồng và cá rô phi. Ngon lành cành đào rồi. Quá ế. Để Tiền Võ ốp máy bắt cá ra rồi về sẽ tổng kết cá cho cả nhà cùng xem nha. Thì Tiền Võ cũng mới vừa đi thăm lò cá lóc cải tiến về nè cả nhà ơi. Để Tiền Võ đổ cá và tổng kết cá cho cả nhà xem. Bữa nay ngon lành cành đào. Có cá lóc cả nhà ơi. Ui hàng.
vui quá đã cả nhà ơi. Bữa nay được, bữa nay cá ngon không à, được con cá lóc, được con Hugo cả nhà. Ui trời ơi, chà quá lửa luôn. Thì thành quả của tiền vỏ hôm nay cũng được 4 con cá lóc nha cả nhà, 4 cá lóc mà cá lóc bự không à. Này, một con, một con khủng nha cả nhà. Con này mập ú ú quá, giờ nó mập hết, nó nổi mập. 2 con 3 con 4 con, 4 cá lóc quá đã, chỉ một con cá lóc dày, con cá lóc kiến đó, chỉ được đâu cái hơn nửa ký cá rô với cá sặc đó cả nhà. Nãy có một số cá phi nhỏ nó, cá phi con tiền vỏ lựa ra nhỏ nhỏ, tiền vỏ thả hết rồi cả nhà, lựa mấy cá rô bự với cá sặc bự rồi tiền vỏ lựa đem về ăn cả nhà ơi. Hôm nay thèm cá rô cá sặc rồi, được thành quả hôm nay cũng ngon lành, cũng trúng cá lóc cả nhà. Hôm nay được không thấy cá lóc bự, nay thấy cá lóc bự rồi, hiếm. Tiền vỏ chúc cho cả nhà mình xem video của tiền vỏ của Phút Giây Vui Tươi Giải Trí thật là vui vẻ nha cả nhà. Yêu mến kênh tiền vỏ, cho tiền vỏ xin một lượt đăng ký, một lượt like, một lượt chia sẻ để ủng hộ giúp kênh tiền vỏ phát triển lên nha. Thì tiền vỏ cũng cảm ơn cả gia đình mình vì thời gian qua theo dõi và đồng hành cùng tiền vỏ, lời cảm ơn chân thành nhất. Và rất là biết ơn cả nhà mình lại rất là nhiều nha cả nhà. Thì tiền vỏ cũng tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà cái video tiếp theo. Quên chúc cho cả nhà mình xem có phút giây thư giãn vui vẻ nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà cái video tiếp theo nha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký và nhớ bật chuông thông báo lên để xem những cái video mới nhất của tiền vỏ nha cả nhà. Đăng ký kênh miễn phí, không có tốn tiền gì đâu cả nhà mình, đừng có sợ nha. Thì nhấn vô cái chuông bật thông báo lên là giúp được tiền vỏ được một người đăng ký á cả nhà. Rồi, tạm biệt cả nhà.